lòng tin ai cần có trước, thầy bùa hay người làm bùa. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Có bạn liên hệ nói thầy Bá Vi rằng, thầy cần tin bạn ấy trước, cứ làm cho bạn ấy đi, khi nào được việc bạn ấy không trốn đâu mà lo, bạn sẽ trả lễ nhiều hơn số tiền mua lễ. Vì đây là suy nghĩ của tương đối nhiều các anh chị khi bắt đầu tìm hiểu để làm bùa, nên thầy Bá Vi sẽ giải thích vấn đề này để anh chị hiểu là, ai cần tin tưởng trước, thầy bùa hay người đi làm bùa. 1. Đầu tiên nghe qua thì có vẻ hợp lý, như một cuộc mua bán, một giao dịch sản phẩm hữu hình, anh chị bỏ ra một số tiền nhận lại một thứ sản phẩm tương ứng. Anh chị mang suy nghĩ đó áp dụng vào đi thỉnh bùa ngải, thì việc thỉnh bùa sẽ như một cuộc mua bán nợ, mà người đi thỉnh bùa là con nợ của thầy bùa. Thầy bùa phải có lòng tin vào con nợ trước, khi được việc con nợ sẽ trả đầy đủ cho thầy bùa. Nhưng thực sự đây là điều không tưởng trong thế giới vô hình, tức là thế giới tâm linh, thế giới của bùa ngải, bởi vì anh chị phải tin vào thầy bùa trước khi muốn được việc như ý muốn, vì thực chất là anh chị tin vào ma đi theo thầy trước. Ma theo thầy nhiều nơi gọi là nguyên thần của thầy, là người giúp việc trực tiếp để giúp việc hàn gắn tình cảm hay công việc của anh chị trong cõi vô hình, vì thầy cũng là hữu hình mà, chứ đâu phải vô hình, nên mới phải nhờ ma đi theo giúp việc trong thế giới vô hình là vậy. Hai, đặt lại vấn đề. Cứ cho là thầy phải tin anh chị trước đi, nghĩa là tất cả những ai đau khổ, phiền não trong thế gian này đều sẽ được hạnh phúc nhờ có thầy, vì thầy sẽ giúp tất cả mọi người mà. Đâu cần anh chị tin thầy đâu, thầy phải tin anh chị mà, vậy là cả thế gian mọi người đều có hạnh phúc. Nghe tới đây anh chị sẽ nói ngay là, làm gì có chuyện đó, vì thực tế làm gì có ai cũng được hạnh phúc đâu. Thế giới luôn có người nghèo nhiều hơn người giàu, người bất hạnh đau khổ nhiều hơn người hạnh phúc mà. Đúng là vậy đấy, anh chị vừa tự trả lời câu hỏi ở trên rồi đó, thầy cũng chỉ có thể giúp được một số ít các anh chị đặt lòng tin thực sự, không phải tin nửa vời vào thầy mà thôi, chứ làm sao mà làm cho hết tất cả những anh chị vào hỏi thầy được, sức người và thời gian có hạn mà. Kết luận: làm bùa ngải cũng cần tiền mua lễ lạc làm lễ cho anh chị, sao ai bỏ ra thay anh chị được, người ta mà bỏ ra thay anh chị thì đâu còn là của anh chị nữa, sao việc anh chị đạt được đây? Do đó hãy thay đổi suy nghĩ trước khi có được kết quả anh chị nhé. Nghệ An, ngày 18 tháng 6 năm 2019, thầy Bá Vi. Mời chị em cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những cô gái đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé.
anh chỉ cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.